Tô Lâm đưa Vũ Hồng Văn ngồi vào ghế Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chuyện có gì mà ầm ĩ tại hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Ban Chấp hành Trung ương suy tôn để trở thành Tổng Bí thư, kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Từ một cựu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ sau có hơn 2 tháng, kể từ khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã nhanh chóng đoạt được chiếc ghế quyền lực cao nhất trong đảng. Điều đó cho thấy Tô Lâm là một chính khách tài trí hơn người. Trong nội bộ của đảng, ông đã tạo sóng, gây nên những bất ổn trong nội bộ của lãnh đạo thượng tầng, tạo điều kiện cho cá nhân ông giành được quyền lực tuyệt đối. Theo giới phân tích, khác với Tổng Trọng, một nhân vật điển hình cho sự giáo điều của bảo thủ, Tô Lâm là một người thực dụng, không tin vào những học thuyết mang tính giáo điều. Tô Lâm kém Tổng Trọng tới 20 tuổi, là người của thế hệ mới biết sử dụng máy tính, điện thoại thông minh. Đó là lý do thế giới quan của Tô Lâm tiến bộ hơn Tổng Trọng nhiều lần. Các nhân vật mà Tổng Trọng lựa chọn kế nhiệm cho ghế Tổng Bí thư phải là những nhân vật lưỡi gỗ, có thể nằm lòng chủ nghĩa Mác Lênin như Võ Văn Thưởng hay Vương Đình Huệ. Đó là lý do vì sao trong danh sách nhân sự dự trù cho chức Tổng Bí thư tại Đại hội 14 lại không có tên của Tô Lâm. Tuy Tô Lâm được đánh giá là nhân vật có quyền lực vô đối trong đảng, song trong thực tế ông cũng chỉ là tay sai của Tổng Trọng. Tổng Trọng chỉ đâu, Tô Lâm đánh đấy. Kết quả là tiếng thơm của Tổng Trọng được chọn, ngược lại những chuyện bê bối, bẩn thỉu thì ông Trọng đổ hết cho Tô Lâm. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức, nếu không có chỉ thị từ Tổng Trọng thì Tô Lâm có ăn gan hùm cũng không dám vi phạm luật pháp quốc tế vì có thể bị kỷ luật như trời. Đó cũng là lý do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải tạo dựng phe cánh bài binh bố trận với trăm mưu ngàn kế để có thành quả như ngày hôm nay. Bất chấp việc các thế lực kình địch trong đảng đã và đang hợp sức chống lại tân Tổng Bí thư, cho rằng ông không có đủ tư cách, đạo đức cũng như phẩm chất để trở thành người đứng đầu của đảng và nhà nước. Trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước trong thời gian còn lại của Đại hội Đảng 13, với mục tiêu trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội 14, Tô Lâm phải củng cố lực lượng để tiến hành thâu tóm tất cả các chức vụ quan trọng trong đảng và nhà nước cho đàn em và cộng sự Hưng Yên của ông. Mới đây, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm cơ quan này. Trong khi đó, có những đồn đoán cho rằng Tô Lâm đưa Võ Hồng Văn, vừa là đồng hương Hưng Yên, vừa là họ hàng bên vợ, vào chức vụ này để mà chuẩn bị cho ông ta ngồi vào ghế Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay Trần Cẩm Tú có thể đang bị đánh gục bất cứ lúc nào. Theo giới thạo tin, Vũ Hồng Văn là công an nghĩa vụ, không được đào tạo nhưng vì có quan hệ như trên nên được chuyển ngạch thành quân nhân chuyên nghiệp, với quân hàm kịch khung chỉ đến thiếu tá. Vậy mà Vũ Hồng Văn vẫn có thể nhảy lên được cấp tướng cùng hoàn lộ thanh thang như đã thấy. Việc đưa được Vũ Hồng Văn về Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban này cũng nằm trong một lộ trình cài cắm chân rết của Tô Lâm vào các ban của đảng. Theo giới phân tích, việc Tô Lâm tạo dựng phe cánh, sử dụng các đồng hương Hưng Yên hay họ hàng thân thích và những vị trí trọng yếu là điều dễ hiểu. Nhưng nếu Tô Lâm không thực hiện việc bổ nhiệm người của mình một cách cấp tập như hiện nay, thì có lẽ công luận sẽ ít chú ý hơn và ít bất bình hơn. Điển hình là trước đó không lâu, Trung tướng Phạm Thế Tùng, người Hưng Yên được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an vào ngày 30 tháng 7 cũng vừa diễn ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm đưa Vũ Hồng Văn ngồi vào ghế Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Lâm, thân tàu hay thần Mỹ? Các quốc gia độc tài và bán độc tài như Nga, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia đã nhanh chóng gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mãi đến ngày 7 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ mới gửi điện chúc mừng tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong thông điệp chúc mừng gửi từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden có viết như sau: "Tôi xin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp ngài được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam."
Đáng chú ý, Điện Mừng có đoạn: "Tôi và Phó Tổng thống Harris mong đợi được làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm để tiếp tục thúc đẩy góp phần ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng và kiên cường." Theo giới quan sát, còn quá sớm để đánh giá Tô Lâm là nhân vật thân phương Tây hay ngả sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các động thái mới đây của ban lãnh đạo Bắc Kinh cho thấy phản ứng khác thường đối với Hà Nội, đặc biệt trong vấn đề hồ sơ Biển Đông. Theo một hãng tin quốc tế mới đây, một máy bay quân sự không người lái với thiết bị do thám của Trung Quốc đã bay gần bờ biển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Bắc Kinh công khai các hoạt động như vậy. Vụ việc vừa kể trên diễn ra vài ngày sau khi Hà Nội tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên với lực lượng cảnh sát biển Philippines. Cũng như vụ việc trên đã diễn ra sau khi Việt Nam đệ trình yêu sách đường mở rộng thêm lục địa ở Biển Đông đến Liên Hiệp Quốc vào tháng trước. Giới quan sát đánh giá đây là vấn đề hết sức nhạy cảm trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc khi Tổng Trọng qua đời. Những quyết định kể trên cho thấy là xuất phát từ chỉ đạo và ý chí của ông Tô Lâm. Điều đó có thể sẽ nhằm mục đích thể hiện lập trường cứng rắn với Trung Quốc của Tô Lâm để cho công chúng Việt Nam thấy rõ quan điểm của ông ta trong quan hệ với Trung Quốc, đồng thời nhằm gia tăng lợi thế thương lượng của Hà Nội đối với Bắc Kinh. Trong khi đó, trái với lập trường thù nghịch của Trung Quốc tuyên bố về quyết định Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa của Hoa Kỳ, đã đưa ra một khuyến cáo đặc biệt dưới dạng một lộ trình để Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan cho rằng Bộ Thương mại Mỹ có thể sẽ khuyến nghị Tổng thống Mỹ Biden đưa ra các quyết định nhằm thiết kế một chính sách tạm thời. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ không áp thuế hoặc ấn định mức thuế chống bán phá giá chấp nhận được lên một số mặt hàng của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Mỹ trong thời gian khoảng 2 năm, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Vẫn theo ông Đinh Hoàng Thắng, khi đánh giá về quan điểm đối ngoại của Tô Lâm, đã đưa ra một nhận xét bất ngờ như sau. Diễn ngôn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trong bài viết đầu tiên là quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng không nhắc đến cụm từ chống Mỹ cứu nước. Gần đây, Bộ Công an Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm đã có sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh cũng như cảnh sát nội địa của Hoa Kỳ. Mới đây, Cục Đào tạo Bộ Công an đã đến Mỹ để trao đổi về công tác đào tạo cảnh sát Mỹ. Tham gia đoàn còn có Giám đốc các Học viện An ninh và một số lãnh đạo của Bộ Công an. Thể chế chính trị của Việt Nam hiện nay là bản sao của Trung Quốc. Câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì Hà Nội dương ô đã phản ánh điều đó. Kể từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã nhiều lần can thiệp trực tiếp vào công tác nhân sự cấp cao của Việt Nam. Hiện tượng và thái độ khác thường của Tô Lâm trong mối quan hệ tay ba Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ đã khiến công luận lo ngại về số phận và tương lai chính trị của ông trước một Trung Nam Hải đầy thủ đoạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm thân Tàu hay thần Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.